Liên quan đến vụ nữ sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng mất tích khi đi học về, tối 25 tháng 10 thì ông Trịnh Tuấn Anh, cán bộ điều tra tổng hợp cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình, đơn vị này đã cử trinh sát về, gửi đề nghị xuống các xã để phối hợp tìm kiếm tung tích nữ sinh, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin. Cô họ của Hiền cũng cho biết là đến thời điểm này sau gần 4 ngày mất tích, mặc dù gia đình đã trình báo công an và đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có thông tin gì, hiện gia đình đang rất lo lắng. Hiền vừa thi đỗ vào ngành kế toán học viện ngân hàng, nữ sinh này tính tình hiền lành, ít nói chăm học và gia đình tin hiền không có yêu đương gì. Trước đó thì ngày 24 tháng 10 thì công an huyện Thường Tín Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Trần Thúy Hiền, sinh năm 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín Hà Nội về việc chị Hiền bị mất tích. Theo đơn trình báo thì Hiền đi khỏi nhà từ ngày 23 tháng 10 đến nay chưa về. Khi đi thì Hiền mặc quần áo đồng phục trường trung học phổ thông thường tín. Theo đó thì cũng như mọi ngày, khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 10, Hiền đi xe đạp điện ra điểm đỗ gần bưu điện thường tín để bắt xe buýt lên học viện ngân hàng. Sau khi tan học, Hiền đi xe buýt về nhà và đến khoảng 19 giờ cùng ngày, có hai người bạn cùng nhìn thấy Hiền xuống điểm gửi xe để lấy xe tuy nhiên gia đình đợi mãi không thấy hiền về nhà họ có gọi điện thoại nhưng không liên lạc được